Xin chào các bạn, video này xin giới thiệu cho các bạn biết về ngôi chùa Bảo Hải Linh Thông Tự. Chùa Bảo Hải Linh Thông Tự tọa lạc trên đỉnh Ba Đều Hạ Long, quần thể chùa Bảo Hải Linh Thông Tự mang nét kiến trúc chùa Việt cổ là điểm nhấn tâm linh với du khách khi đặt chân tới vùng đất di sản. Chùa Bảo Hải Linh Thông Tự nằm trên vị trí đắc địa, giữa rừng thông xanh mướt xa xa là biển Vịnh Hạ Long. Cũng bởi vị trí hiếm có mà quần thể kiến trúc tâm linh trên đỉnh Ba Đều đã được Phó Pháp Chủ Hội đồng Chứng minh Giáo hội Phật giáo Việt Nam đặt tên là Bảo Hải Linh Thông Tự. Với ý nghĩa ngôi chùa linh thiêng nằm giữa đồi thông xanh mắt là bảo vật trấn giữ cho thành phố biển Hạ Long được bình an, thịnh vượng. Chùa Bảo Hải Linh Thông Tự nằm trên tổng diện tích 4.000m², toàn bộ quần thể gồm các hạng mục từ ngoài vào là tam quan, ngũ phương bảo tháp, nhà mẫu, lầu chuông, lầu khánh, tam bảo, hai bên hành lang tam bảo là tả vu, hữu vu và cuối cùng là nhà tổ. Điểm nổi bật nhất quần thể chùa là ngũ phương bảo tháp, được lắp ghép bằng đá hoa cương nguyên khối và thiết kế theo mô hình ngũ phương Phật, gồm 5 tháp, tượng trưng cho 5 phương, đông tây nam bắc và trung tâm, trong đó tháp trung tâm gồm 9 tầng, cao hơn 25m, bên trong đặt tượng Phật và cột kinh cao 4m, 4 tháp xung quanh mỗi tháp gồm 5 tầng cao hơn 12m. Khi vào qua cổng tam quan, trước mắt chúng ta là khuôn viên và ngũ phương bảo tháp. Trước cửa ngũ phương bảo tháp có một tấm bia đá được khắc chữ Vịnh Cảnh Hạ Long do Đại lão Hòa thượng Thích Chí Tịnh, Phó Pháp Chủ Hội đồng Chứng minh Giáo hội Phật giáo Việt Nam đã để tặng.
vào hai bên phía sau Ngũ Phương Bảo Tháp là nhà thờ mẫu cùng với khuôn viên rất rộng. Hình ảnh trước mắt bạn là Lầu Khánh. Nhà thờ Tam Bảo. Hình ảnh các bạn đang xem gọi là Lầu Chuông. Vào hai bên hành lang của nhà thờ Tam Bảo gọi là Tả Vu và Hữu Vu, mỗi bên đều có 9 vị La Hán được đúc bằng đồng nguyên khối. Đằng sau nhà thờ Tam Bảo là khuôn viên và nhà thờ Tổ. Đây là bên Hữu Vu cũng có 9 vị La Hán. Chùa Bảo Hải Linh thông tự với những giá trị kiến trúc, văn hóa, tâm linh quý giá và đậm truyền thống văn hóa người Việt đã góp thêm một điểm nhấn độc đáo không thể bỏ qua cho du khách khi đến Quảng Ninh, vốn đã nổi tiếng với các quần thể tâm linh hấp dẫn nhất miền Bắc. Cảm ơn các bạn đã xem video giới thiệu về Chùa Bảo Hải Linh thông tự. Nếu thấy hay và hữu ích đừng quên đăng ký và like ủng hộ kênh nhé. Xin hẹn gặp lại các bạn video tiếp theo.